Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cá thu rim cay, một món mặn dùng rất bát cơm. Cá dai ngọt, sốt thơm cay nồng. Cùng đổi món cho bữa cơm gia đình với món cá thu rim cay nhé. Mình có 3 lát cá thu, 1 muỗng cà phê ớt bột, tỏi, hành lá, tương ớt, nước mắm, đường, 1 muỗng canh bột mì, bột ngọt, hạt nêm, muối. Cá thu mình đã rửa sạch và để ráo, ướp vào xíu muối, xíu bột ngọt. Chỉ ướp như vậy thôi để cá có vị đậm đà, chút mình chiên sẽ không bị cháy. Ướp cá khoảng 15 phút là được. Bây giờ mình sẽ đập tỏi và băm nhuyễn. Dùng thêm phần đầu hành, đập dập và băm nhuyễn. Lá hành mình sẽ cắt nhỏ để nêm. Bây giờ mình làm luôn nước sốt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh tương ớt, 1 muỗng rưỡi canh nước mắm. Tùy nước mắm các bạn dùng mà mình gia giảm cho vừa khẩu vị. Cho ớt khô vào, thêm 2 muỗng canh nước lọc. Hòa đều và tan hỗn hợp. Giờ mình bật bếp cho chảo lên. Cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Trong lúc chờ dầu nóng, mình áo bột mì vào cá. Cho bột mì vào sẽ giữ được độ ngọt của cá. Khi chiên, cá cũng vàng hơn và không bị văng dầu. Giờ mình xếp hết cá vào. Chiên ở lửa trung bình. Canh cá vàng thì mình lật trở. Cá vàng ngon các bạn hen. Chiên như vậy khi rim cá sẽ không bị bể. Cá vàng đều hai mặt rồi. Bây giờ mình cho một cái chảo khác lên. Cho vào 2 muỗng canh dầu. Cho đầu hành và tỏi băm vào. Xào lửa trung bình, cho hành tỏi thơm lên. Giờ thì đổ chén sốt vào. Vẫn để lửa trung bình, nấu cho sốt sôi lên. Khi sốt sôi đều, mình cho cá vào. Cho cá vào rồi, mình sẽ hạ nhỏ lửa, rim 5 phút. Lâu lâu mình sẽ trở qua lại, cho hai mặt cá thấm đều. Vậy là sốt đã kẹo lại, cá cũng đã thấm. Mình chừa lại chút sốt như vậy, dùng cơm sẽ rất ngon. Xong rồi mình rắc hành lá vào thôi. Vậy là chảo cá thu rim cay đã xong, cho ra bàn và thưởng thức với cơm. Những lát cá xanh chắc, màu đẹp và rất thơm đó các bạn. Món này dùng với cơm và ngày mưa thì rất là hợp luôn. Trang trí dĩa cá bằng đọt húng cho thêm phần hấp dẫn. Vậy là mình đã chia sẻ xong món cá thu rim cay. Nếu các bạn thấy món ăn này hấp dẫn thì hãy làm cho gia đình mình cùng thưởng thức. Mến chào và hẹn gặp lại!